Xin chào các bác, hôm nay em sẽ khui thêm một cặp loa Infinity. Đây là những dòng loa cây đến từ Mỹ, Út, Asin ha. Thì em đang khui ra một cây này. Tình trạng là cũng tương đối là khá là mới, khá là xịn sò. Và đây một cái logo của Infinity. Có một cái hình logo hình số 8 ha. Đó em thấy này, rất là đẹp, rất là mới. Bên đây một cây nữa. Đây, em đang khui ra một cây đây. Thế thì em sẽ bóc cái căng và khui cái loa ra để cho các bác xem. Đây còn một cây nữa này. Tình trạng là mới ha. Khá là mới, khá là đẹp. Đó, em đang khui ra. Đó, bát của nó đây, 3 bát, 4 bát lắm. Đây em sẽ bóc cái e-căng ra để cho các bác xem này. Đó, tình trạng là 3 bát ha. Con bát này là bát 20. Ô, con này là 3 loa, 2 loa bát điện và một loa chung, cũng là một loa chép body care. Đó, con chép này là con chép lụa. Chung của nó là chung 20 ha và bát điện 20. Đó, con này anh em thấy này. Nó rất là mềm. Hầu như là rất là mềm luôn. Đó, một cặp đây quý vị này. Đó, anh em thấy không, một cặp nó rất là đẹp. Đó, đây em sẽ tháo lột gan ra cho các bác xem ha, từng loa một luôn. Đó, một cặp này của nó đây, căng còn tương đối khá đẹp này. Đây, em sẽ bóc cái căng ra cho các bác xem ha. Đây cái này nó hơi cứng một xíu. Đó, đây bóc cái chiếc này ra này. Ồ, đẹp quá đẹp anh em này. Chỉ có cái chung nó bị mục gân thôi. Cái chung này bác nào mua em xét hay gân cho. Em sẽ thay gân cho ha. Còn một cái lỗ mũi chung của nó này. Đây là loa chép lụa. Một bát chung 20, bát 20. Con bát này giống như con phía dưới là bát cộng hưởng ha. Còn con trên này là bát thật này. Em sẽ mở cái nắp ra. Em sẽ mở cái ruột gan nó ra cho các bác xem này. Và em vừa mới tháo ruột gan ra này các bác ơi. Cặp này nó chỉ có một bát ha. Một bát 20 và một loa chép thôi. Còn đây phía dưới này là hai loa bát cộng hưởng. Có nghe bát cộng hưởng nó chỉ có nhện loa và màng loa, gân loa thôi. Còn cái từ loa là không có ha. Đây này. Nó cộng hưởng nó chỉ có như thế này thôi. Đó, còn bên trong là những con phân tầng ở phía dưới này. Đó, những cái lỗ thông hơi ma trận này, hai cái khoanh luôn. Rồi bông tiêu nào ở bên trên. Đó, con này là bát cộng hưởng ha, hai loa bát cộng hưởng này. Đang có hai loa cái phân tầng đây. Các bác thấy này, phân tầng của máy xịn ha. Đó, dòng Infinity của máy xịn đó. Còn phía bên đây là một con loa bát này, chứ không phải con mít ha. Đây, con loa bát đây. Loa bát này hàng của máy xịn đây. Nó cứ in những cái thông số cũng như là toàn là chữ tiếng Anh thôi. Đây là màng loa bát này. Cái màng này là cái màng zin, còn gân bị mục hết rồi. Đó, bác nào mua em sẽ thay gân cho. Còn phải vào bên trong đây là bông tiêu âm này. Bông này đặc trưng của dòng loa Mỹ ha, thơm phức cả. Đấy, rất là thơm. Còn loa chép đây, chép này là chép lụa. Đó, Infinity ha, chép lụa, body care. Nó rất là thơm quý vị ạ. Đó, mình gửi vô bên trong là nó thơm cái mùi keo đặc trưng của dòng loa Mỹ, là trưng cái thơm cái mùi keo này ha. Dòng loa Mỹ như dòng JBL nó cũng thơm. Đó, một bát bát 20 và hai loa bát cộng hưởng. Đó, cái cặp này về là đánh bát ra rất ấm, là ấm rất là sâu bởi vì cái màng loa bát này, các bác thấy nè, họ nó rất là mềm ha, này, nó mềm này, họ nó rất là mềm và mới đẹp. Con này mới khoảng 90% độ lên rồi. Đó, cặp này loa cây cao, ba loa ha, hai loa bát cộng hưởng và một loa bát 20, cũng là một loa chép ở bên trên này. Đó, cặp này em bán cho các bác là 6.500.000 một cặp. Là bát cộng hưởng ha. Hai cái bát này nó cộng hưởng, nó sẽ phát ra tiếng bát ra rất là uy lực, cũng như là rất là ấm, rất là sâu, thích hợp cho phòng nghe nhạc ha. Đó, cho thích hợp cho nghe nhạc phòng khoảng 20 đến 25 mét vuông để nghe nhạc rất là ấm rồi. Đó, 6.500.000 cặp này ha, Infinity. Và em sẽ quay mặt sau cho các bác xem đây. Đây mặt sau của Infinity này. Đó. Model là RF625. Là một cái model đen của nó đây. Dưới là cặp loa là Infinity đây. Đó, Infinity đây quý vị ha. Này. Dòng này dòng của máy xịn, không thấy đề mất USA. Là model của nó đây, nó chỉ có một cái model trên cái chạm loa thôi là RS625. Đó, 625 các quý vị ha. Đó, mặt sau đẹp keng luôn này, mặt sau rất là đẹp. Rồi cặp này 6.500.000 ha. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc. Đó, cây loa cây, dòng loa cây đứng ha, cao cũng rất là sang trọng, rất là đẹp, e căng cũng còn đẹp nữa. Đó, 6.500.000 ha. Em cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi video của em ạ. Em xin chào tạm biệt.